chơi game tốt cho mắt, chỉ 5% người trên thế giới biết điều này. Nhiều người luôn nghĩ rằng chơi game rất hại mắt vì bức xạ phát ra từ màn hình. Tuy nhiên, một nghiên cứu đã chứng minh chơi game vài tiếng một ngày có thể cải thiện thị lực đến 20%. Cùng kính hải triều tìm hiểu thử nhé. Theo tiến sĩ Daphne Bavelier, người trưởng thành thường xuyên chơi game có khả năng nhạy cảm tương phản rất tốt. Đây là khả năng rất hữu ích cho những người thường lái xe vào ban đêm hoặc tầm nhìn bị hạn chế. Cuộc thí nghiệm với hai nhóm sinh viên có thị lực giống nhau trong vòng 9 tuần. Một nhóm sẽ chơi game hành động và một nhóm chơi game nhẹ nhàng hơn. Kết quả là cả hai nhóm cùng cải thiện khả năng nhận biết. Ví dụ, nhận biết người đi trong bóng tối. Tuy nhiên, nhóm chơi game hành động tăng tới 43%, nhóm còn lại chỉ tăng 11%. Theo tiến sĩ, để cải thiện khả năng nhạy cảm tương phản, cần phải phẫu thuật hoặc đổi vị tinh thể. Tuy nhiên, họ phát hiện ra rằng người trưởng thành chơi game thường xuyên cũng có thể cải thiện khả năng này nhờ vào việc não phải thích nghi với các hình ảnh mà mắt gửi đến. Ngạc nhiên hơn nữa là khả năng này vẫn duy trì. Mille mille pe Maidan pentru tine.